Hi, xin chào các bác, chào buổi sáng tất cả các bác nhé. Đây này, em lại view cho các bác một con siêu phẩm các bác, đến từ Panasonic, con máy 9000, hàng VIP, đời 2015, bác nhá, khá đẳng cấp các bác. Đấy, em chưa lắp hết, khi nào lắp hết thì nó sẽ đẹp hơn. 256R, 2015 này, 730W đây, điện áp 100V, tổng công lượng nặng 14 cân, các bác có máy check kia đâu, khá là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, đây này, có đây. Bác thấy có ok không? Em chưa lắp hết cái này vào. Lắp vào thì nó đẹp hơn. Đây các bác nhá. Đấy. Khá là ngoan. Rồi các bác nhá. Đây các bác thấy không? Ok không? Thiếu cả cái viền đúng không? Đấy. Dàn này các bác ơi, chưa lắp hết luôn. Dàn đấy, máy 9000 đã sử dụng cái dàn đồng hai lớp rồi. Tất cả đều zin bản 100%, từ một con ốc một con ốc các bác nhá. Đấy. View kỹ bên trong của tất cả các bác xem. Thì nó sướng các bác nhá. Đấy, của Việt Nam mình máy 12 chắc gì sử dụng cái dàn đồng như này. Đồng này các thấy có chi tiết không? Nét từng con ốc rồi nhé, bên trong rồi đấy, hệ thống đấy. Ít khi em quay bên trong, hôm nay nó còn con này chưa lắp thì em sẽ chưa ráp thì em sẽ quay cho cả các bác xem đồng đỏ về đèn tít nỉu này, bạn sẽ gì chim nó cũng còn luôn đấy. Đây này, có thấy chưa? 623 đấy các bác, mày ăn quả lô thì các bác chơi quả 623 các bác nhá. Đấy, ăn quả lô này. Bây giờ 623 đấy. Ok các bác. Đồng kín mít luôn các bác nhá. Đấy. Máy in chìm luôn này. Các bác để ý này. Những con VIP này đều có máy in chìm này. Được chưa? Hao làm gì cơ? Gì bản hết luôn. Đấy các bác nhá. Đó. Ok chưa các bác? Cái máy 9000 sử dụng được phòng 14m2. 14m2, nếu phòng thấp 15m2 chạy được các bác. Máy 9000 sản xuất là 015, hàng VIP tên nữa. Đấy, hàng VIP tên nữa các bác nhá. Bác thấy có ngoan chưa? Đấy, 015, VIP tên nữa, chưa lắp diềm mấy ấy vào hết nên nó nhìn nó hơi xấu. Lắp vào thì ok luôn. Đây em sẽ mở cho các bác xem này, nó đảo gió đây các bác nhá. Nhìn nó đảo gió bên trong này. Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Hai cánh vẫy nhưng bốn đảo gió, hai đảo gió bên trong. Là bốn bộ phận chia gió. Đấy, đảo gió một bên này. Đấy, có thấy không? Hiện đại không? Khá hiện đại luôn, các bác nhá. Đấy. Rất là ngon. Rồi, không có kết nối này tôi sẽ dừng các nhá. Rồi. Với con máy đẳng cấp như này, sử dụng dàn đồng hai lớp 2015. Máy 9000 nhưng sử dụng phòng 13-14m2. Ok. Với giá là 8.300.000 thì các bác đầy đủ đồ hết rồi. Đều gồm điều khiển giá treo, cục đổi nguồn các nhá. Đấy, điều khiển giá treo, cục đổi nguồn. Đầy đủ rồi, các bác chỉ cần lắp đặt ông đồng là xong các nhá. Máy 9000 2015 sử dụng cái dàn khá là VIP này. Đây này. Dàn đồng đó em có nhá. Đấy, thì các bác xem video cần inbox trực tiếp em, số điện thoại Zalo của em là 0961519122 các bác nhá. Đấy, để em tư vấn cho. Máy thì em báo giá công khai thì báo là hợp nhãn, hợp túi tiền của mình inbox. Có nhá. Hợp nhãn, hợp túi tiền của mình inbox chưa?
dàn thì khá là mướt luôn. Ừ. Mướt mượt mượt, hàng mướt mượt mượt. Anh nhá. Đấy. Ra hơn 8 triệu các bác nhá. Em báo công khai là bác cần ebook chưa? Đúng rồi. Đây còn hàng của mấy bác đặt đây thì đang làm. À, anh em sáng sớm nó phải làm rồi. Để cho kịp. Các bác chờ đơn của em thì chờ thêm mấy ngày nữa. 3-4 hôm nữa thôi nhá. Đây này. Làm nhiều mà áo bạc hết màu các bác. Hết tiền rồi. Áo bạc hết màu, đầu rụng hết tóc. Đấy. Thấy chưa? Đây có thằng em uốn này nữa thì tóc thì làm nhiều quá, tóc xoăn lại. Đây. Sở hữu cái mái tóc xoăn các bác. Đấy, làm nhiều quá tóc nó xoăn. Đấy, em ổn nhá. Ok, các bác cần ủng hộ cho em nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bác.